Nay shop em quay cho anh em một M67, xe được dọn từ đó là sạch sẽ hết, full xe. Quay cho anh em xem nha, nước sơn mới nha, cái này là nước sơn xi mới nha, với cái biển số 1234. Này anh em về tự sắp nha, cái này anh em về tự sắp nha. 68 68 3142. Hôm nay shop em quay cho anh em xem một em phải nói là sạch sẽ, nước sơn đẹp nha, nước sơn đẹp, điện đèn càng đầy đủ, full chức năng đầy đủ hết, xe được dọn sạch sẽ nha, được sơn xi mới. Nói chung là ông anh này ổng dọn cái xe khoảng tầm tầm 1-2 tháng thôi, chơi 1-2 tháng thôi, bây giờ ảnh nâng cấp lên, ảnh chia sẻ lại cho anh em. Thì quýnh một vòng đi, rồi shop em sẽ quay chi tiết cho anh em xem nha. Xe thì nói chung là hoàn hảo hết, hoàn hảo hết, chỉ có một cái bô là mình không vừa ý thôi. Cái bô này chắc mình về mình phải bỏ cái bô này, tại vì mình nghe bô này nó chơi 6-7 mà gắn cái bô này mình không vừa ý, mình sẽ thay cái bô khác cho anh em ha. Thì bây giờ thì mình để mình đi một vòng đi, đi một vòng rồi shop em sẽ chi tiết hơn cho anh em ở xa xem ha. Bên đây ngược nắng, bảo qua đây là bảo quay đây chi tiết cho anh em xem. Nước sơn đẹp lắm, nước sơn tại vì anh khách này anh dọn từ trong ra ngoài mà ha, anh dọn từ trong ra ngoài luôn, thì hôm nay anh nâng cấp lên, ảnh chia sẻ lại cho anh em. Và shop em cũng xin báo giá với anh em luôn, em này là biển 68, cấu hình máy là 4 số CD, máy là máy 70, xe là sườn lốp zin, và giá của em nó là 20.500.000. Xe của bên shop em có cọc và có ship xa nên anh em ở xa yên tâm đó. Quay cho anh em xem ha. Rồi thì đầu tiên thì quýnh vô cái bình xăng lớn đi, quýnh vô cái bình xăng lớn 67. Bình xăng lớn này là 67, hàng gia công ông anh mua của shop em ha. Bình xăng lớn 67 như anh em thấy ha, gia công, nước sơn rất là đẹp. Quýnh vô bình xăng cho anh em xem, nước sơn khá là đẹp ha. Đó, đầy đủ hết, rất là bóng. Xe này là về anh em, tại vì khách chủ trước á, người ta dọn hết trơn rồi, nên anh em về á, là xe này là chỉ có đổ xăng vô mà chơi thôi, không cần phải làm gì hết. Và cả máy móc cũng vậy nữa. Nước sơn sườn nè, quýnh này cho anh em xem ha. Nước sơn sườn cũng vậy luôn ha. Cục máy thì cực kỳ đẹp luôn, cục máy là trắng tinh. Phải nói là anh khách này là anh dọn từ trong ra ngoài rồi ha, tại giờ anh nâng cấp lên xe khác nên anh chia sẻ lại cho anh em. Đó, số khung số máy là chuẩn chỉ nha, quay vô số khung số máy cho anh em xem. Số khung số máy là chuẩn chỉ ha, rất là rõ, số khung số máy cũng rõ hết, quay cho anh em xem. Và em này là biển 68 ha, và giá của em nó là 20.500.000. Xe có cọc là có ship xa hết nên anh em ở xa yên tâm. Và những anh em nào mà muốn xem trực tiếp á, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Gấp cặt te cũng vậy luôn, tại vì ảnh dọn từ trong ra ngoài mà. Thì mình sẽ quay chậm chậm, mình quay chi tiết cho anh em ở xa xem cho nó dễ ha. Về là chỉ đổ xăng thôi, không cần phải làm gì hết, tại vì chủ trước người ta dọn rồi. Đó, phục sau nè, xi nhan chân nhôm nè ha. Được nói chung là sạch sẽ hết, về là chỉ đổ xăng thôi, niền căm cũng vậy luôn, xi từng con ốc luôn. Và nếu mà thật sự nếu mà anh em mà mua một con xe dọn á, thì bây giờ nó không hề rẻ đâu anh em ha, không hề rẻ đâu. Và khi mà mình có xác xe rồi và mình dọn một con xe cũng vậy luôn, cũng không bao giờ rẻ hết, cũng không bao giờ rẻ. Dọn một con 67 bây giờ tầm 10 mấy triệu chắc cũng khó lắm, hơi khó thật sự. Shop em chính, ngay cả shop em nhận vận dọn xe cũng vậy luôn. Có nhiều anh em hỏi Quân ơi, anh thấy người bán xe có 10 mấy triệu có, mà sao dọn xe nó tới 20 mấy 20 triệu, 20 mấy triệu. Đó là khi mình dọn xe rồi nó nhiều lắm, nó nhiều thứ tiền lắm đó. Thì có sao shop em quay vậy cho anh em xem, có sao thì mình báo vậy nên anh em ở xa yên tâm ha. Tình trạng xe làm sao thì shop em quay rõ ràng vậy hết luôn, quay từ đằng sau yên cũng vậy luôn ha, yên cũng là yên gia công. Ba ga thì ba ga kẹp chuột ha, yên là yên gia công luôn, yên gia công luôn, ba ga là ba ga kẹp chuột. Thì những anh em nào mà xem những cái video của shop em dọn xe thì anh em biết rồi, thường là shop em chơi ba ga này rất là chắc chắn ha, rất là chắc chắn. Và biển số, quay vô biển số cho anh em xem, biển số khá là dễ thương. Bây giờ đầu video thì shop em có nói với anh em 1 1 2 3 4, anh em về tự sắp. Biển số khá là đẹp, đẹp anh em ha, khá là đẹp luôn. Qua này, quay vô niền căm cho anh em xem. Niền căm ha, quay vô niền căm đùm, nước sơn. Gác chân này là gác chân ship của Thái nha, gác chân ship của Thái, cái này thì shop em có nhập, shop em có bán cái này nha. Đó, anh em nào mà cần thì cứ, nếu mà anh em nào có xe gò cần thì cứ liên hệ với shop em.
chỉ có EPO. Xe này nè anh em, xe này là chỉ có EPO thôi. Cái EPO là mình không hài lòng cái EPO, tại cái EPO nó nghe quá dở. Cái này là một á, là mình về mình thả cái EPO cũ móc theo bài. Hai là mình bỏ một cái EPO vắt hà cổ vô, nghe nó mới vừa ý. Chứ cái EPO này là dục quá dở. Mặc dù là EPO mới nhưng mà quá dở. Ha. Qua đây. Quay cho anh em xem. Và một xíu nữa đi, mình sẽ test máy cho anh em nghe. Ha, mình sẽ test máy cho anh em nghe. Giờ mình quay khung sườn cho anh em. Mình quay khung sườn và nước sơn cho anh em, rất là đẹp ha. Rất là đẹp, rất là sạch sẽ, dàn chân cũng vậy, dàn sườn cũng vậy, dàn máy cũng vậy luôn. Đó, mình cứ quay chi tiết cho anh em ở xa xem cho nó dễ. Và giá của em nó là 20 triệu 500 ngàn. Và địa chỉ để anh em xem trực tiếp á, là 37/15, đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265 anh em ha. Đó. Mình sẽ test cho anh em. Giờ thì mình sẽ test. Buổi sáng thì cái nó hơi bị chá anh em nha, nó hơi bị chá nha. Nè. Điện đèn càng là đầy đủ hết cho anh em ha, điện đèn càng đầy đủ. Xi nhan đầy đủ. Trên đây là ghi đông zin nha. Xe này là ghi đông zin 67 nha, ghi đông zin 67, cùm zin 67 luôn. Nha, ghi đông zin cùm zin. À, bốn cái tay xi nhan chân nhôm, pha đèn 67, đồng hồ mới. Đó. Xe thì bảo đảm với anh em về là chỉ đổ xăng thôi, không cần phải làm gì hết. Và nếu mà những anh em nào mà tính dọn một em 67 á, tính dọn một em mới em 67 thì em này thì quá ok, từ giá cả ha tới chất lượng xe. Cấu hình máy là 70, 4 số CD anh em nha. Để mình test máy cho anh em nghe. Ha. Để mình test máy cho anh em nghe. Chỉnh anti lớn lên cho anh em nghe. Máy móc là thì thầm nha, không giọng không hú. Máy móc là thì thầm, chỉ có tiếng bô là mình mất tiếng bô rồi. Anh em tiếng bô nghe không hay nên mình sẽ về mình thay cho anh em. Mình sẽ về mình thay cho anh em một cây bô móc theo bài hoặc là cây bô bắt hà cổ cho anh em. Nói chung là xe cũng nhẹ nhàng lắm, xe cũng ok lắm. Để mình test thử một vòng cho anh em nha. Để mình test thử một vòng cho anh em xem. Khá là nhẹ nhàng. Điện đèn càng xi nhan là đầy đủ luôn. Đó. Anh em thấy anh em thấy shop em tướng shop em chạy 67 thấy phong trần ngon em, thấy lãng tử không? Đó. Ngày xưa mình vô ngời mình cũng vì mình thích cái dáng 67 này nhìn nó phong trần. Đó. Một vòng cho anh em xem chi tiết nó đi. Ha, một vòng nó quay cho anh em xem chi tiết. Xe từ sơn si đẹp lắm. Sạch sẽ. Và là chỉ đổ xăng thôi mà cái giá của nó cũng dễ thương nữa. Giá cực kỳ dễ thương luôn. Xe này là không hề mắc nha anh em, chỉ có 20 triệu 500 ngàn thôi. Và xe của bên shop em lúc nào cũng vậy, có cọc là có ship. Ship toàn quốc cho anh em nên anh em ở xa yên tâm. Đó. 20 triệu 500 ngàn. Và shop em xin đọc số điện thoại của shop em lại nha. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265 anh em nha. Rất là đẹp, rất là có duyên, nhìn cái xe rất là có duyên luôn. Nhìn cái xe rất là có duyên. 20 triệu 500 ngàn. Ha. Rồi, cảm ơn những anh em đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.